Còn tại Hà Nội, tối ngày 21 tháng 8, các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng lao vào biển lửa, bế 3 cháu bé và cứu 4 người đang hoảng loạn trong đám cháy xảy ra tại một tòa nhà nằm ở ngõ 44 đường Nguyễn Cơ Thạch. Được biết, đám cháy xuất phát từ hộp công tơ điện tại tầng 7 của tòa nhà và việc bạo hỏa bất ngờ ghé thăm này đã khiến cho hàng chục người dân mắc kẹt. Sau đây là những hình ảnh tại hiện trường thưa quý vị. Vào khoảng 20 giờ 4 phút ngày 1 tháng 8, nhận được tin báo từ Trung tâm Thông tin Công an thành phố Hà Nội về việc xảy ra vụ cháy tại hộp công tơ điện tầng 7, chung cư trên đường Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm thành phố Hà Nội, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 1 xe cứu hộ cứu nạn của Công an quận Nam Từ Liêm và quận Bắc Từ Liêm đến hiện trường dập lửa. Ngay sau khi có mặt, các mũi công nhanh chóng được triển khai bằng thang bộ, xe thang để tiếp cận nơi lửa đang đe dọa tính mạng nhiều người tại tầng 7 của tòa nhà. Ngọn lửa tuy không cháy to, nhưng chất cháy là nhựa đã tạo ra nhiều khói khí độc bao trùm khiến cho người dân hoảng loạn, không biết thoát nạn từ đâu. Đám cháy được khống chế ngay sau đó, lực lượng cứu nạn đã cứu được 7 người, trong đó có 3 trẻ em và người già, đồng thời hướng dẫn 8 người từ thoát nạn an toàn. Nguyên nhân vụ cháy đang được Công an quận Nam Từ Liêm điều tra làm rõ.